Xin chào cả nhà, thị trường chuyển nhượng mùa giải 2023-2024 vẫn tiếp tục sôi động. Sau đây là một số tin chuyển nhượng ngày 20 tháng 9 năm 2023. 1. Tuyển thủ combo 1m94, liệu có chặn đường Công Phượng đến BKM Bình Dương? 2. Khả năng Quảng Nam sẽ kích nổ bom tấn khiến V-League choáng ngợp? 3. Văn Toàn đá cặp với vua phá lưới V-League 2023 sẽ như thế nào? Và mức lương Văn Toàn nhận được ở Nam Định là bao nhiêu? 4. Đội trưởng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chính thức gia nhập thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Đầu tiên là tin tuyển thủ công gồm 1m94, liệu có chặn đường Công Phượng đến BKM Bình Dương? Sau khi nhọc nhằn trụ hạng tại V-League 2023, Bình Dương rất tích cực cải tổ lực lượng để hoàn thành mục tiêu cao ở mùa giải 2023-2024. Việc Bình Dương chia tay tiền đạo Romario được cho là cách để họ mở đường đưa Công Phượng đang gặp nhiều khó khăn tại Yokohama FC trở lại Việt Nam chơi bóng. Mặc dù vậy, theo những thông tin mới nhất, bên cạnh việc giữ chân tiến linh, Bình Dương chuẩn bị ký hợp đồng với tiền đạo Prince Ibra là tuyển thủ Congo. Ibra có thể hình rất lý tưởng, cao 1m94, khả năng dứt điểm tương đối toàn diện và cũng đã có kinh nghiệm chơi bóng tại châu Á. Nếu Bình Dương chiêu mộ Ibra, khả năng Công Phượng gia nhập đội bóng đất thủ sẽ là rất thấp. Tin tức chuyển nhượng thứ hai, khả năng Quảng Nam sẽ kích nổ bom tấn khiến V-League choáng ngợp. Theo thông tin mới nhất, cựu cầu thủ đội trẻ Tottenham, Anh là Keldy Nathan Odiwa đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng ký hợp đồng với Quảng Nam. Với tiềm lực tài chính được đánh giá là không quá mạnh, việc Quảng Nam chiêu mộ một cầu thủ chất lượng cao, kèm theo các chi phí và mức lương không hề nhỏ, là điều khá bất ngờ. Keldy sinh năm 1996, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Tottenham và cũng từng chơi cho các đội tuyển trẻ của Anh và Nigeria. Năm 2014, tiền đạo cánh cao 1m85 này từng cùng U19 Tottenham so tài với U19 Việt Nam, dự một giải quốc tế ở Việt Nam và dính chấn thương nặng sau pha va chạm với Hoàng Văn Khánh. Nếu Quảng Nam có được Keldy, họ có thể khiến nhiều đội bóng khác dự V-League một tới phải dè chừng khi sở hữu một cầu thủ có khả năng công phá rất cao. Tin thứ ba mà mình muốn cập nhật đến cả nhà là Văn Toàn đá cặp với vua phá lưới V-League 2023 sẽ như thế nào? Nếu không có gì thay đổi, Văn Toàn sẽ sớm ra mắt Nam Định với bản hợp đồng 3 năm cùng mức đãi ngộ được dự đoán rất khủng trước khi mùa giải mới V-League bắt đầu. Văn Toàn sẽ tái ngộ với rất nhiều đồng đội ở đội tuyển quốc gia như thủ môn Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Đức Huy, Hữu Tuấn. Sự xuất hiện của Văn Toàn được đặt rất nhiều hy vọng để giải quyết cho bài toán tậm tịt trên hàng công. Cụ thể, Văn Toàn sẽ có sự kết hợp với những ngoại binh chất lượng hàng đầu V-League như tiền vệ tấn công Henderio và tiền đạo Rafaelson. Ở mùa giải năm nay, Nam Định đã chiêu mộ thành công tiền đạo Rafaelson, cầu thủ vừa mới rời câu lạc bộ Bình Định khi V-League 2023 khép lại. Rafaelson là vua phá lưới V-League 2023 với 16 bàn thắng. Rõ ràng, đẳng cấp của tiền đạo người Brazil đã được thẩm định, nhưng anh cần những vệ tinh hỗ trợ. Lúc này Nam Định đang sở hữu một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu, đó là Henderio. Mùa giải vừa qua, Henderio chơi không thật sự ấn tượng khi thiếu đối tác trên hàng công. Ở cuối lượt đi, thậm chí đội bóng này phải thanh lý hợp đồng với hai ngoại binh vì chất lượng quá tệ. Khi đã có Rafaelson, người từng rất ăn ý với anh lúc còn khoác áo Bình Định, mọi thứ có thể thay đổi. Chắc chắn sự kết hợp của Henderio, Rafaelson cùng với Văn Toàn, Nam Định sẽ có một tam giác hủy diệt tại V-League. Hiện tại, hợp đồng của Văn Toàn với Thép Xanh Nam Định thuộc dạng mua đất hay mượn từ Seoul Island chưa được chính thức công bố, nhưng nhiều khả năng tiền đạo này sẽ nhận mức lương tương tự như khi còn đá cho Seoul Island, khoảng 100 triệu đồng một tháng. Tin thứ chuyển nhượng cuối trong ngày mà mình muốn cập nhật đến cả nhà là đội trưởng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chính thức gia nhập chiến hạm đỏ. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã chiêu mộ thành công trung vệ Nguyễn Minh Tùng từ Đông Á Thanh Hóa. Hợp đồng của cựu đội trưởng đội bóng xứ Thanh với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có thời hạn 2 năm. Mức phí lót tay, lương thưởng không được hai bên tiết lộ. Nhưng có lẽ chi phí đáp ứng được yêu cầu của Minh Tùng nên cả hai đã đạt được thỏa thuận hợp đồng. Ở mùa giải 2023, Minh Tùng ra sân gần 20 trận, góp công lớn giúp Đông Á Thanh Hóa lần đầu tiên trong lịch sử giành cúp quốc gia. Tuy nhiên, do không tìm được tiếng nói chung trong đàm phán hợp đồng, trung vệ 31 tuổi quyết định nói lời chia tay đội bóng quê hương. Trước khi gia nhập thành phố Hồ Chí Minh, Minh Tùng được đồn đoán sẽ đầu quân cho BKM Bình Dương. Tuy nhiên, cuối cùng trung vệ này chọn sân Thống Nhất là bãi đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Ngoài chuyên môn được khẳng định ở V-League, Minh Tùng cũng từng nhiều lần góp mặt trong thành phần của U23 Việt Nam dự SEA Games 2015, ASEAN 2015. Năm 2020, trung vệ xứ Thanh
cũng có thời gian được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Minh Tùng được xem là sự bổ sung chất lượng nơi hàng thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin chuyển nhượng hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà ở bản tin vào ngày mai. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và tốt lành. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.